Xin chào anh em trên diễn đàn nha. Thời gian qua có rất là nhiều anh em tới điện tới tôi tâm sự về con tròn hương hay là bị tiêu chảy không có thuốc đặc trị, nhất là tròn mới chuyển trại làm thất thoát vật nuôi gây thiệt hại kinh tế cao. Hôm nay mình làm cái video này á, mình cũng xin trình bày một số vấn đề về thuốc đặc trị con tròn. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã bào chế ra một loại thuốc chuyên đặc trị tròn tiêu chảy, tiêu ra máu, và tôi đã chuyển giao cho nhiều anh em nuôi tròn và đã thành công. Nếu anh em nào mà có trường hợp như trên cần muốn điều trị thì alo tôi sẽ tư vấn và điều trị nhiệt tình để anh em chăn nuôi tròn nó đừng bị mất tiền. Video của tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn anh em video lần sau có nhiều kinh nghiệm.